Trường Đại học Đại Nam được thành lập từ năm 2007. Đến nay, nhà trường đã trải qua 16 năm đào tạo ở bậc đại học và sau đại học, đang hành nghề ở các khối ngành như sức khỏe, kỹ thuật công nghệ, kinh tế kinh doanh, khoa học xã hội. Nhà trường phát triển theo định hướng đại học, ứng dụng, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Với sứ mệnh đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt, Đại học Đại Nam đang đi tới mục tiêu đến năm 2035 trở thành một trong 10 trường đại học ngoài công lập tốt nhất Việt Nam, là lựa chọn hàng đầu của người học với các ngành đang đào tạo tại nhà trường. Hiện nay, Đại học Đại Nam đã và đang có 32.000 sinh viên, học viên theo học, 20.000 sinh viên, học viên đã tốt nghiệp ra trường, 12.000 sinh viên, học viên đang theo học ở tất cả các ngành thuộc 3 cấp độ đào tạo, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Đại học Đại Nam nằm ở trung tâm quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trường có diện tích gần 10 hectare với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, việc di chuyển đến trường vô cùng thuận lợi và an toàn với hệ thống xe buýt và tàu điện trên cao. Việc gì có hại cho người học dù nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm. Việc gì tốt nhất cho người học thì phải hết lòng hết sức. Đó chính là châm ngôn hành động của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Đại Nam. Và điều khiến sinh viên chúng mình tự hào nhất là thầy cô Đại Nam luôn giỏi, năng động và luôn sẵn sàng tận tụy đồng hành giúp đỡ sinh viên cả khi học và khi đã ra trường. Đại học Đại Nam mang đến cho sinh viên những lựa chọn về ngành nghề đa dạng với hơn 30 ngành, chuyên ngành lớn nhỏ, là nơi kết nối, chia sẻ vô cùng tuyệt vời. Đời sống sinh viên phong phú, sắc màu, ý nghĩa hơn với sự hoạt động của 30 câu lạc bộ sinh viên. Đặc biệt, DNU có rất nhiều trai xinh, gái đẹp và góc check-in cực kỳ chill. Chương trình đào tạo của trường Đại học Đại Nam giúp sinh viên có thể chủ động tự học, học tập mọi lúc, mọi nơi. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, linh hoạt, giúp sinh viên giảm thiểu tối đa áp lực thi cử, nhưng vẫn rất công bằng, đánh giá đúng năng lực người học và bám sát nhu cầu thực tiễn. Đặc biệt, sinh viên DNU có thể trải nghiệm, học và hành tại doanh nghiệp ngay từ học kỳ đầu tiên và trong suốt khóa học. Từ ấy giúp sinh viên có thể nắm bắt kiến thức chuyên môn, khả năng thực hành và tâm thế tự tin khi ra trường. Từ năm học 2023-2024, trường Đại học Đại Nam đẩy nhanh tiến độ đào tạo chỉ còn 3 đến 3,5 năm một khóa. Riêng ngành dược chỉ còn 4,5 năm, ngành y vẫn giữ nguyên 6 năm do đặc thù của ngành nghề. Tổ chức 3 học kỳ trên 1 năm, việc rút ngắn thời gian này đã tạo cho các bạn sinh viên tiết kiệm hàng trăm triệu đồng trong suốt quá trình học tập trên giảng đường. Và đây cũng là một cơ hội để giúp cho các bạn sinh viên tiếp cận thị trường lao động nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn và tìm cho mình được một công việc phù hợp. Trong khi các sinh viên trường khác vẫn đang loay hoay tìm cho mình một công việc, thì sinh viên trường Đại học Đại Nam đã có cho mình từ 0,5 đến 1 năm năm kinh nghiệm và đang trên đà phát triển. Và điều này cũng đã tạo cho các bạn trẻ tiết kiệm thời gian khi mà có nhu cầu học lên trình độ thạc sĩ hay là tiến sĩ. Chương trình giáo dục thể chất khác biệt tại trường Đại học Đại Nam, sinh viên được tự chọn các môn thể thao yêu thích như yoga, võ tự vệ, dancing, giúp các bạn sinh viên tạo thói quen, rèn luyện và bảo vệ sức khỏe suốt đời. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của thời sinh viên đó là học kỳ quân sự. Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh với hoạt động trải nghiệm 28 ngày đêm đi lính ngay tại trường giúp cho sinh viên rèn luyện tính kỷ luật, nền nếp sống quy chuẩn. Đây là những hành trang vô cùng quý báu, ai cũng cần phải trang bị để bước vào cuộc đời sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc. Đại học Đại Nam có nhiều chương trình hợp tác quốc tế song bằng với các trường đại học lớn trên thế giới đến từ Hoa Kỳ, Úc, Anh. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên sẽ nhận được tấm bằng cử nhân, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư được công nhận tại Việt Nam và nhiều nước trong khu vực. Đây là hành trang vững chắc cho hành trình kế tiếp của sinh viên. Có thể nói, DNU là một trong những trường đại học có hoạt động phong trào ngoại khóa hấp dẫn nhất miền Bắc. Chúng tôi vừa được học, vừa được chơi thông qua các hoạt động phong trào ngoại khóa, vừa mang tính kết nối, vừa mang tính nhân văn. Qua đó, tôi tự thấy bản thân mình cần để phát triển hơn, sống có trách nhiệm với cộng đồng, gia đình và xã hội.
Một điểm tuyệt vời là tất cả các sinh viên khi ra trường đều có việc làm ngay. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ngành nghề thì đã có trung tâm kết nối việc làm và khởi nghiệp sinh viên của nhà trường hỗ trợ. Thậm chí có rất nhiều bạn sinh viên có việc làm ngay khi đang học năm cuối. Mức lương khởi điểm trung bình của các bạn sinh viên Đại Nam dao động từ 10 đến 12 triệu đồng mỗi tháng tùy theo ngành đào tạo. Vì tất cả những lý do trên, vậy nên khi được hỏi tại sao lại chọn trường Đại học Đại Nam, chúng tôi sẽ ngay lập tức trả lời rằng: vì chúng tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày đến trường, tự tin và tự hào với những nền tảng kiến thức, kỹ năng được trang bị từ mái trường Đại học Đại Nam. Welcome to Đại Nam University.